Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi dân tộc trên thế giới đều có một loại y phục mang nét đặc trưng rất riêng. Nếu như người Nhật Bản của chúng ta có chiếc áo kimono đặc trưng, thì người Việt Nam lại hãnh diện với tà áo dài truyền thống. Dù gắn bó với người dân trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, thế nhưng mà áo dài đến nay vẫn chưa được công nhận là quốc phục ạ. Và trong khi đó thì có thể nói rằng thời gian qua, trang phục áo dài của nước ta không chỉ chưa được công nhận mà còn bị chiếm dụng về mặt văn hóa. Và cũng chính vì vậy, trước thực tế này mà các nhà thiết kế trong nước đang chung tay để thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy chính phủ sớm công nhận áo dài là quốc phục Việt Nam. Dù không học thiết kế thời trang, nhưng chính nét đẹp đơn giản mà thanh thoát, quý phái của tà áo dài đã khiến chị Vũ Thảo Giang gắn bó với nghề thiết kế. Càng làm càng say và chị mong sẽ thổi hồn vào mỗi tác phẩm để trang phục truyền thống đến gần hơn với người dân trong và ngoài nước. Kết hợp với các cái nghề thủ công mỹ nghệ giống như là thêu đính này, hay là những cái nghề chạm bạc vân vân, chúng tôi sẽ đưa lên những tà áo dài để quảng bá với bạn bè quốc tế là đây là những trang phục đặc trưng của dân tộc tôi, đây là quốc phục của chúng tôi, và mang những cái bộ trang phục này đi để nói với cả thế giới rằng chúng tôi tự hào với tà áo dài Việt. Sau một thời gian bị lãng quên, tà áo dài ngày nay được nhiều người yêu thích hơn. Ngày càng có nhiều nhà thiết kế trẻ đam mê áo dài, họ thỏa sức sáng tạo, mang tới những sản phẩm vừa có nét hiện đại, thời trang mà vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc. Năm 2018, câu lạc bộ áo dài Việt Nam đã được thành lập, thu hút 500 nhà thiết kế trên khắp cả nước. Họ cùng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để chung tay gìn giữ nét văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, tụ họp trong ngày giỗ tổ nghề may 12 tháng Chạp vừa qua, họ càng thêm trân quý nghề của cha ông. Ngày 12 tháng 12 âm lịch chính là cái ngày giỗ tổ nghề may, thì chúng tôi có mặt ở đây cũng là một cái cách để tri ân tổ nghề may và cũng là để trân trọng nghề của mình hơn, đặc biệt là nghề liên quan đến sản phẩm truyền thống, đó là chiếc áo dài. Và trong cái buổi ngày hôm nay cũng càng ý nghĩa hơn nữa khi chúng tôi được học, được đào tạo từ chủ tịch của câu lạc bộ áo dài Việt Nam, đó là nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, thì thầy là người trao truyền cho chúng tôi rất là nhiều những cái bí quyết, những cái kỹ thuật trong nghề để làm sao để tạo nên một cái chiếc áo dài nó đẹp và nó phù hợp với người Việt Nam. Thì đấy là cái điều cực kỳ đáng quý mà hôm nay chúng tôi nhận được. Những cái nhà thiết kế khi mà tham gia vào câu lạc bộ, họ sẽ được có những cái quyền lợi, được hỗ trợ về cái mặt không chỉ là về mặt kỹ thuật này, rồi họ được hỗ trợ về cái mặt quảng bá truyền thông. Câu lạc bộ này cũng là một cái nơi mà chia sẻ kinh nghiệm, giúp cho những người mà đam mê thời trang, đam mê áo dài, họ được học hỏi thêm những kinh nghiệm. Mục tiêu là quảng bá cái văn hóa áo dài Việt Nam. Từ lâu, áo dài đã gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam và được nhiều người nước ngoài biết đến. Không ngoa khi nói rằng, khi nhắc tới Việt Nam, người ta sẽ nghĩ ngay tới áo dài, và nhắc tới áo dài, họ sẽ nghĩ về Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây một nhà thiết kế Trung Quốc có thiết kế giống hệt áo dài đi kèm nón lá, mấn độ đầu và gọi đó là phong cách Trung Quốc, khiến nhiều người phẫn nộ. Vì vậy, điều mà các nhà thiết kế áo dài trong nước mong muốn là chính phủ sớm công nhận áo dài Việt Nam là quốc phục để bảo vệ trang phục dân tộc. Đầu tiên rằng là nếu chung rằng là cái áo dài quốc phục là cả đồ nam, cả đồ nữ để trở thành quốc phục là điều rất là khó. Nhưng mà đầu tiên có thể tiến tới rằng là công nhận cái áo dài nữ đã trở thành quốc phục. Chúng tôi đã có những cái hoạt động và những cái định hướng với Hội Liên Phụ Nữ, với Bộ Văn hóa, rằng là đầu tiên sẽ mời các cái nhà thiết kế tham gia những cái trại sáng tác. Từ cái trại sáng tác đó, từ những cái mẫu áo dài đó thì chúng tôi mới phối hợp với Cục Bản quyền để có thể cấp bản quyền cho những cái tác giả áo dài của từng cái bộ sưu tập đó. Và tiến tới là sẽ đăng ký những cái mẫu áo dài đó tới những cái bản quyền quốc tế. Áo dài là bản sắc văn hóa Việt Nam. Người ta có thể thấy một lịch sử dài lâu của áo dài từ thế kỷ trước qua hội họa, thơ, nhạc, nhiếp ảnh, điện ảnh. Và để áo dài được yêu thích, chấp nhận trên toàn thế giới, bên cạnh việc gìn giữ, bảo tồn, các nhà thiết kế cần phải đưa vào mỗi tác phẩm tính hiện đại, hòa chung với xu hướng thời trang quốc tế.